26 đầu mối trực thuộc quân khu, thủ trưởng văn phòng quân khu, phòng tác chiến quân khu, chúng ta vào dâng hương tại phòng tưởng niệm Bắc Hồ và Bắc Tôn. Khi vào dâng hương tại phòng tưởng niệm Bắc Hồ, Bắc Tôn thì thứ tự đầu tiên là đồng chí phó chỉ huy quân khu, tiếp đến chúng ta đứng thành ba hàng ngang. Thưa cơ! Đâu! Điều kiện hoàn cảnh nào cũng một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu,
gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn bắt đầu.